Hello xin chào mọi người nha. Sáng nay em mới bán con Win màu trắng về cào cào đây. Thì nay lại được chú từ trên Tân Quyên xuống ủng hộ em con xe Win nha mọi người. Đó, màu đen đèn tròn bánh căm nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì mọi người có mua xe Win cứ liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều luôn.